Giờ thử chất lượng nước nha. Wow. Đó, từ đầu nó lặn là không có còn điện. Cũng khá là trong hả? Đâu có cặn gì đâu. Bọt nó lên thôi. Nói chung là trong lắm. Và mùi vị cũng rất là ok. Ngon á. Được. Đây sẽ là cái khu để cái máy nè, máy uống nước. Từ cửa bước vô là có liền à. Tại vì ở ngoài đó nó có cái ống nước dễ hơn. Rồi trong rồi trên đi có cái điện nữa, nó xuống. Đây, hàng nguyên đài nguyên kiện nha, chưa mở. Loại nóng lạnh, loại lọc luôn, nóng lạnh. Chở từ Nha Trang ra. Còn mang đầy đủ đồ luôn hả? Mang mấy con là đầy đủ hết luôn hả? Hàng vỡ vỡ xin nhựa tay. Còn miếng cáp. À, tí mượn con khoan ra. Nhờ anh khoan giùm luôn. Nhìn nó cũng nhẹ em xíu. Nãy hai anh em khuyên thấy nhẹ lắm. Cái này nãy hồi nãy mình mở dưới đít rồi xong mình dỡ lên nó nhanh hơn. À, màu đỏ. Ồ, mở ra chưa? Công tắc nóng lạnh nè. Nờ gì luôn hả? Ồ, đã chót luôn hả? Cũng đây mít mốt không ta, mít mấy đâu qua rồi cho nó sát vô đây mình nghe. À, bây giờ mình đục trước thôi hả? Đây có phiếu bảo hành đầy đủ ha, chưa ghi ngày tháng. New Life nha, quyết định mua cái này có nhiều chi nhánh lắm. Đây cái bên nóng cái bên lạnh. Sao em đây có ai bán ống nước không nhỉ? Còn bộ bên hông mấy chữ Hàn Quốc. Ồ, có thể cào nữa hả? Chúng ngay là trong đồng hả? Có thể cào gì đây nè? Là cào chúng 500.000 hả hay sao? Bảo hành toàn quốc hả? Xem nè, nó kêu là soạn tin nhắn dấu cách ghi mã số ở có cơ hội chúng 500.000. Văn phòng chi nhánh. Đây gì đây, quá trời luôn. Mấy cái này mình nhập khẩu từ Hàn Quốc gì hả Quỳnh? Bên có những cái hàng nào mà nó bán cái này là mình bộ hình nhiều được. Ờ, ủa, cái này sao nó... Ờ, dạ. Đẩy vô. Đây nước lạnh, đây nước nóng. Đây là cái vòi thẳng vô là nước nó rè phải không? Tí sẽ hướng dẫn sử dụng sau, có xung quanh cái máy thôi. Đây B3000 nhập khẩu sản phẩm phân phối tại Việt Nam. Quá trời luôn, tâm bảo hành ngày tháng. Sau nó cái dây nè, dây đi nước vô, cấp nước, dạng lạnh, dạng nóng. Màu đẹp không xíu? Màu đỏ được không? Có màu tím nữa mà không lấy. Còn đã được không? Ở dưới đây có mở được không? Biết. Tí nữa anh hướng dẫn sử dụng. Chắc tự ly nước gì. Trong ở dưới đó chắc là chứa nước thừa thôi, nó chảy xuống. Nhìn cây đẹp chứ không? Đó. À, bỏ ly. À, được. À, cái đây gỡ lên gì không? À, cái để nước. Nước rồi sao nó chảy vô kia. À, nước thừa lúc mình ấy trời nó sụp xuống. Vậy là sẽ khoan một cái lỗ ở đây để cho nước nó qua nè. Cắt ở dưới luôn hả? Cắt ở đây. Ờ, cái này được. Vậy mình khoan lỗ cái này hay khoan lỗ ở trên? Khoan lỗ ở đâu? Để đưa cái ống vô.
cái này đưa qua cửa. Nếu tùy anh đặt ở đâu, nếu mà anh đặt ở bên này em coi bên này thì đi ống như thế này qua rồi đi qua thôi. Ờ à, bên này đi. Anh đặt bên này đúng không? Ờ à, bên này. Tại nó mới dính cái cửa. Thế thì tí chiên nước ở đây xong rồi đi vuông góc như thế này rồi khoa. À. Sợ dây nhỏ xíu cái tí à, vô nước. Tưởng cái ống to lắm, nhỏ xíu à. Và bên trong của máy nè. 1, 2, 3, 4, 5 lỗi. Đây là cái bình chứa nước nóng và nước lạnh. Nhìn đơn giản quá không? Các bạn nhìn cái lọc của nó. Ờ. Đây này có nước thải không? Không. RO là cái nước thải không? Nó đóng lên nên dùng RO nó ngon. À đây, bây giờ thử máy nha. Đã chót luôn. Rồi, mở nước. Sử dụng áp suất nước nó đẩy qua từng cấp. Thử máy hả? Chưa ra. Như bảo hành đồ sao mình gọi vô Nha Trang rồi xong rồi chạy ra hả? Hay lỡ ga, hệ thống ga nó xì vậy? Dạ. Nha Trang làm ở đây nhiều. Thì ngày qua gọi ra đã nói có làm nhà ông gì ở trên gần cà phê Lối Xưa. Cà phê Lối Xưa này được có 3 chị ở đây ngay chờ nè, 3 chị đấy. Em lắp luôn hả? Hai lắp. Rồi vậy là em làm khu vực Huyện Bình Ninh á. Nhìn đơn giản quá, lỗi lọc, bình nóng lạnh. Ở dưới kia có dàn làm lạnh. Nước thì cấp từ bên kia, ống kia vô thẳng luôn. Cái này là 6 tháng sau là sẽ thay cái lỗi đầu tiên nè, lỗi đây. À, 6 tháng nó thay một cái lỗi đầu tiên hả? Tất cả các loại khác thì vẫn sử dụng bình thường. Còn đây là sản phẩm cũ, cái này mấy tháng có mua nè, giờ vứt bỏ luôn rồi, rất là sai lầm. Giờ 200 mấy à? À, nói chung là cái này không dùng được. Ở dưới quê đồ chơi vậy thôi chứ còn, đó, cũng bể nữa. Bữa nhóc làm xuống rất là bể đồ bỏ luôn. Nhưng mà lọc ra thì nói chung cũng không ngon lắm. Chất lượng thì không đảm bảo. Đây là sản phẩm thay thế, khác biệt chưa? Thì tùy nào của đó, 9.2 triệu. Có nhiều cái nó bán tới hàng mấy triệu luôn của Mỹ. Mà tài chính thì chỉ phù hợp với mức độ này hơn. Bảo hành tới 3 năm. Xinh xinh quá. Bây giờ hiện tại đang... cái anh thợ lắp đang rửa hệ thống là anh cho nước nó chạy vô này rồi nó xả ra ngoài kia. Bây giờ nó rửa cái lỗi lọc trước đó. Rồi xong trong cả tiếng đồng hồ sau mới lắp vô chung trong này, chắc sẽ lắp cái đường này. Rồi trong này nó cái bình đây là bình chứa nóng và lạnh rồi, nó giữ nhiệt. Đây là tờ giấy hướng dẫn sử dụng nha. Có màu đỏ này, hoặc là đây màu tím. Đây là cách lọc nước của nó, loại bỏ 99.9% vi khuẩn, trứng, dung sáng, thuốc trừ sâu và các hóa chất, lỗi lọc bền. Đây cái từng model luôn. Như vậy là cuối cùng cũng đã xong nha. Bây giờ test thử máy. Điện thì giờ nãy cắm và gỡ ra rồi. Thì cái này là bên nước lạnh nè, chỉ cần đẩy vào thì nước nó chạy ra vậy thôi. Đấy, bình nước lạnh thì được á. Bình nước lạnh thì 3 lít mấy, 3 lít rưỡi. Còn này nước nóng.
nước nóng thì để gì nó không có chạy mà phải nhấn cái nút ở trên nữa. Rồi nó khó cho em á. Nhấn vô. À nó chạy không? Nước nóng này thì khoảng 85 độ rồi, nóng lắm rồi. Xài nguồn nước trực tiếp luôn, vô thẳng, công nghệ nano chứ không phải RO. Màu cũng khá là đẹp nha, màu đỏ thẫm. Rồi 9.2 triệu cũng xứng đáng. Đỡ xài khoảng một thời gian nữa rồi xong sẽ review cho mọi người là cái này nó tốt hay không nha. Cái này mình mới lắp, để mình xài thời gian mình mới biết được, chứ cũng chưa biết được. Rồi xin chào mọi người nha. Hôm nay làm cái vlog về bình nước nóng lạnh cho gia đình. Hôm nay kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Giờ thử chất lượng nước nha. Wow. À, từ đầu nó lạc lên, không có còn điện. Cũng khá là trong hả? Đâu có cặn gì đâu. Nó bọt. Bọt nó lên à. Nói chung là trong lắm. Và mùi vị cũng rất là ok. Ngon á, được.